Hello, xin chào bác, em là Minh Tia trước. Thì hôm nay em có về mấy mẫu của đồng hồ Thụy Sĩ. Giá thì bao êm luôn cho các bác nhé. Đầu tiên là chiếc Edok, một thương hiệu cũng gọi là cây đa, cây đề của đồng hồ Thụy Sĩ rồi. Không cần phải giới thiệu nữa. Một trong những thương hiệu có tiếng ở thị trường Việt Nam. Và hôm nay giới thiệu với các bác một chiếc Edok với thiết kế open heart rẻ quạt. Phải nói là siêu xinh, siêu đẹp luôn. Mà giá này lại rất êm. Giá hôm nay giao lưu với các bác chỉ có là 15 triệu 500, new 100% full box cho chiếc Edok này thôi. Một chiếc Edok với kích thước size 43 mm, trang bị kính sapphire và một con máy automatic với tần số 28.800. Trôi mượt, độ chính xác cao. Thiết kế thì phải nói là cực kỳ lạ mắt luôn. Đẹp đúng không ạ? Thiết kế open heart nhưng lại thiết kế theo kiểu dạng rẻ quạt. Thiết kế thì kính của nó là kính theo kiểu dạng tràn viền, cho nên các bác đã cảm giác là cái mặt của nó trông to hơn thông thường đúng không? Trang bị thì dây da cá sấu này, khóa cài. Thiết kế size 43 thì nó sẽ không phù hợp với đại đa số cổ tay của anh em Việt Nam. Tốt nhất là anh em nên có cổ tay khoảng tầm 17. 17 trở lên đeo sẽ rất là đẹp, 17 17 năm. Không có gì để mà chê cả. Cọc kim được mạ PVD màu rose gold vàng hồng, kính sapphire nguyên khối, mặt số màu xám lông chuột, trải tia sunburst. Thiết kế thì chúng ta có thể thấy là đáy của nó là đáy kín. Một thương hiệu gọi là cái đa cái đề của đồng hồ Thụy Sĩ rồi. Năm ra đời 1685. Quá lâu đúng không bác? Có thể nói là một trong cái đa cái đề gọi là tên tuổi nhất của làng Thụy Sĩ rồi. Chiếc thứ hai cũng là một chiếc đến từ thương hiệu Edok. Và đây là một chiếc dòng Diver. Mà giá giao lưu với các bác chỉ có 16 triệu 500 ngàn, new 100% full box các bác nhá. Tuy nhiên thì đây là một chiếc diver lên đến 300 mét. Thông thường là các bác quen với những chiếc 150 mét hoặc là 200 mét đúng không? Thì hôm nay chúng ta trải nghiệm với một chiếc 300 mét. Trang bị là dây cao su, cùng với đó là một chiếc khóa mạ PVD màu rose gold vàng hồng. Phần niềng được mạ PVD màu rose gold vàng hồng, phần hông thì phải nói là cái lớp mạ màu xanh cổ vịt cực kỳ đẹp luôn các bác. Đầm ly, cực kỳ sắc nét luôn. Núm thì của nó là tất nhiên là núm skill down rồi, niềng bezel xoay. Cọc kim thì chắc chắn là với một con diver thì cọc kim dạ quang của nó thì không phải là dạng vừa, và hơn nữa thì đây là một chiếc diver 300 m, cho nên là cái độ chống nước của nó thì không có gì để bàn cãi cả. Với độ chống nước lên đến 300 m thì các bác hoàn toàn có thể đi mưa, rửa tay, đi bơi, đi lội, tắm giặt thoải mái. Tất nhiên là tránh cho em nước nóng hay là xông hơi nhé, cái đấy thì không phù hợp cho lắm. Còn cái phần càng, các bác nhìn phần càng, phần thân hông này, nó được mạ cái màu xanh cổ vịt. Thật sự với các bác là đây là màu xanh cổ vịt đẹp nhất mà em đã từng thấy trong thế giới đồng hồ. Tất nhiên là với em thôi nhé, chứ còn đối với nhiều anh em thì các bác có thể trải nghiệm những màu xanh cổ vịt nó còn đẹp hơn nữa. Nhưng với con này thì các bác nhìn thấy cái màu xanh cổ vịt trông nó đầm lì, trông nó đẹp lắm. Mặt số thì con này sẽ có mặt màu xanh dương và cọc kim được thiết kế theo kiểu dạng bản to, trang bị đầy đủ dạ quang. Đấy các bác nhé. Chống nước lên đến 300 m cơ. Và giá có 16 triệu 500 ngàn. Quá ok phải không các bác? Rồi, và cuối cùng đó là một chiếc t-shirt. Đây là một chiếc dáng classic cổ điển. Anh em nào mà thích những chiếc cổ điển thì không nên bỏ qua mẫu này nhé. Bởi vì đây thực sự là một cái mẫu rất là đẹp và dễ đeo. Mức giá thì phải nói là khá là phải chăng, dễ tiếp cận. T045 407 160 5300. Cấu hình máy thì cơ bản chống nước 30 m, kính sapphire automatic và thân thép không gỉ thôi. Là một chiếc văn phòng. Tuy nhiên con này thì nó sẽ có một bộ kim phải nói là cực kỳ đẹp. Không phải là đấu phin, không phải là lá liễu, không phải là kim mắt ngỗng, mà đây là một chiếc với một bộ kim đặc trưng của dòng này. Niềng băm này, đó, dây da, khóa bướm. Kích thước size thì con này cũng khá là dễ đeo thôi. Con này size em nhớ không nhầm lắm, size 40. Mỏng, bọn này thì mỏng lắm các bác, có 8.5 thôi. Máy ATA, con này tần số dao động là 28.800 các bác nhé. Mà giá có 9 triệu 500 ngàn thôi. Để em lắc một chút. Giá có bao nhiêu? Có 9 triệu 500 ngàn thôi. New 100% full box các bác nhé. Núm quả quýt rất đẹp này. Đấy, đáy hở. Máy 28.800, chữ cót 4 giờ. Automatic có đầy đủ cót tay dừng kim dây. Thiết kế thì 3 kim 1 lịch. Mặt số thì nó sẽ là mặt màu đen với đen pha xám. Rất đẹp. Đấy mà giá có 9 triệu 500 ngàn. Thật sự là một cái mức giá cực kỳ phải chăng luôn cho các bác. Dễ chơi, trang bị kính sapphire, size 39 thì rất là dễ đeo thôi. Đây. Đó. 9 triệu 500 ngàn các bác nhé.
Còn em này thì sẽ là size hơi to, size con này sẽ là size bự đấy, size 44 đấy, 44 hơn, 448. Cứ cho là gần 45 đi, nhưng mà càng ngắn cho nên là anh em có cổ tay khoảng tầm 17 như thế này là đã có thể đeo được rồi. Đây, 17 17 năm nhé các bác nhé. Con này thì hầm hố, con này thì không sinh ra cho đại đa số số đông rồi. Rồi, các bác ưng mẫu nào thì cứ chụp lại để liên hệ qua cho em nhé. Bảo hành đều là 24 tháng, miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ là 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hỏng phách. Mọi thông tin liên hệ em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả. Tất nhiên là đối với những sản phẩm mà giá trị cao như thế này thì mong các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Mong các bác thông cảm cho em Minh nhé. Xin chào và hẹn lại các bác.